Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng xong, người vào Cafana âm. -um. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão do thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin người rằng: Ông ta đáng được thầy ban cho ân đó, vì thật ông yêu mến dân ta và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cách xa nhà viên sĩ quan không bao xa thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng lại thầy không dám phiền thầy hơn nữa vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi cũng như tôi tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời thầy nhưng xin thầy phán một lời thì đầy tớ tôi được lành mạnh vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. tuy nhiên, tôi có những lính dưới quyền tôi. tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác lại thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. nghe nội thể, chúa giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: ta nói thật với các ngươi. Cả trong dân Israel Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy Và những người được sai đi Khi về tới nhà Thấy tên đầy tớ được lành mạnh Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô Ngài khen Chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em cứ mỗi một năm vào những ngày của mùa giáng sinh thì nhiều người trong chúng ta đã nghe qua những ca khúc giáng sinh rất là hay rất là ý nghĩa và cũng có thể nói rất dễ đi vào lòng người và trong những ca khúc giáng sinh ấy tôi vẫn còn nhớ một ca khúc được viết ra về tâm tình cầu nguyện của một người ngoại đạo dâng lên chúa lạy chúa con là người ngoại đạo nhưng con tin có chúa ở trên cao và với ca khúc này vị linh mục nguyễn tầm thường đã viết ra những lời bình luận như những lời suy niệm đáng để cho mỗi người chúng ta lưu tâm đã tin có chúa ở trên cao rồi thì đâu còn gọi là người ngoại đạo đã tin có chúa ở trên cao thì thực chất đã có chúa ở trong lòng của mình rồi cho nên vấn đề ở đây chỉ còn là tôi chưa có mạnh dạng chạy đến với chúa tôi chưa có mạnh dạng gắn bó với chúa qua các bí tích tôi chưa có mạnh dạng thể hiện niềm tin của mình bằng những bổn phận đạo đức như là việc tham dự thánh lễ chẳng hạn như vậy phải chăng lời của người cầu nguyện trong khúc ca đó chính là hình ảnh của viên sĩ quan trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe quả thật tin mừng đã trình bày cho chúng ta thấy viên sĩ quan vốn là một con người ngoại giáo và chúng ta cũng nên biết rằng Đối với người ngoại giáo vào thời Đức Giêsu thì họ bị những người Do Thái ghét bỏ, không cho tiếp xúc, không cho đến gần, không cho sống chung, họ bị kỳ thị. Thế nhưng con người bị kỳ thị đó lại là một hình mẫu đáng để cho mọi người chúng ta noi theo. Bởi vì chúng ta thấy Tin Mừng đã trình bày, ông mặc dù là một người ngoại giáo nhưng mà ông ta có lòng yêu mến không chỉ là yêu mến những người bà con ruột thịt những người làm ơn làm phước bình mà dường như ông ta đã yêu mến cả những người ghét bỏ kỳ thị mình đó là người do thái giáo và dường như không chỉ dừng lại việc yêu mến bằng môi miệng mà ông đã thể hiện tình yêu mến đó bằng một hành động rất cụ thể đó là ông đã xây cất hội đường cho những người do thái giáo cái điều thứ hai đáng để cho mọi người chúng ta học nơi viên sĩ quan này đó là một thái độ rất khiêm nhượng trong đời sống của mình ông khao khát để gặp được chúa nhưng mà ông biết rằng con người của mình rất là thấp hèn rất là tội lỗi cho nên ông không dám mời đi mời chúa đến mà nhờ những người chức trách để mời chúa đến nhà của mình. Rồi cái nét thứ ba chúng ta có thể thấy nơi chính người này đó là khi mà trong cuộc sống của mình gặp những sự thử thách thì ông biết chạy đến với ai. Ông không chạy đến ai khác ngoài chỉ một mình Chúa mà thôi. Và cái nét thứ tư chúng ta có thể thấy được nơi chính viên sĩ quan đó đó là chính Chúa Giêsu đã khen ông ta có một lòng tin vững mạnh. Làm sao chúng ta có thể biết rằng ông ta có một lòng tin vững mạnh? Để giúp cho chúng ta có thể thấy được điều này, thì chúng ta có thể so sánh, so sánh viên sĩ quan với lòng tin của Thomas, của Philip phê, hay là của Martha. Quả thật là khi nói đến Thomas thì chúng ta luôn nhớ mãi một câu đó là Thấy sờ được Mắt thấy tai nghe Và tai sờ vào được thầy của mình Thì ông mới tin Và tông đồ Philip Phê cũng chẳng kém Tô Ma chút nào Bởi vì cũng có lần chính Philip Phê đã thưa với Chúa Giêsu rằng Xin Thầy hãy tỏ cho chúng con Xem thấy cha Thế là đủ cho chúng con rồi và Chúa Giêsu đã đáp lại: Ai thấy Thầy là thấy Cha. Cho nên dường như Philip cũng dẫm vào cái vết chân của Thomas, nghĩa là đòi thấy mới tin. Và chúng ta lại thấy một nhân vật khác, đó là một người phụ nữ, đó là Martha, khi mà người em của bà rơi vào trong tình trạng bệnh tình thì bà đã mời Chúa đến để chữa trị cho người em của mình. Nhưng mà Chúa không đến kịp và dường như khi mà Lazaro đã chết 4 ngày rồi thì Chúa mới đến. Và lúc đó mắt ta đã thốt lên một lời Nếu thầy ở đây thì em con không chết Nghĩa là bà tin Chúa mà đòi Chúa phải hiện diện thật sự Ở trong gia đình của bà thì điều đó mới có thể đem lại một cái lợi ích Nhưng mà chúng ta thấy viên sĩ quan trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Ông chỉ thốt lên một lời Chúa phán một lời Thì linh hồn con sẽ lành mạnh Thì đầy tớ của con ở nhà sẽ được bình phục Đây phải chăng là điều mà chính Chúa muốn mọi người chúng ta trong cuộc sống phúc cho những ai không thấy mà tin. Cho nên bài học của viên sĩ quan, điều mà viên sĩ quan đã sống là một bài học cho chính cuộc sống của mọi người chúng ta. Và thường chúng ta cũng thấy, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta nghe vị chủ tế đọc tin mừng và sau cái kết của tin mừng, đó là lời Chúa và chúng ta đọc là lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Cho nên tôi thiết nghĩ, Chúa không chỉ phán với chúng ta có một lời mà Chúa còn dạy dỗ cho chúng ta biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Và tôi đã nói, tôi ngợi khen Chúa, nhưng sự ngợi khen đó đến mức độ nào trong đời sống của chúng ta? Phải chăng chỉ là môi miệng, phải chăng chỉ là những hình thức mà tôi chưa thật sự thể hiện tin mừng của Chúa bằng những bước đi trong đời sống thường ngày. Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta mỗi ngày biết nhìn lại đời sống của mình để nhờ đó mà tôi xét mình tôi thấy được những khuyết điểm tôi loại trừ những khuyết điểm để giúp cho đời sống của chúng ta mỗi ngày làm cho danh Chúa thật sự được vinh hiển hơn. Amen.